Phân tích nội dung, ý nghĩa, phương pháp luận của các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật và sự vận dụng nó trong nhận thức và hoạt động thực tiễn. Phép biện chứng duy vật là sự thống nhất hữu cơ giữa lý luận và phương pháp. Hệ thống, các quy luật phạm trù của nó không chỉ phản ánh đúng đắn thế giới khách quan mà còn chỉ ra những cách thức để định hướng cho con người trong nhận thức thế giới và cải tạo thế giới. Các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật. Ba quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật có ý nghĩa phương pháp luận chỉ đạo mọi hoạt động của con người để thực hiện quan điểm toàn diện, quan điểm phát triển và quan điểm lịch sử. Cụ thể về phương diện vạch ra nguồn gốc, động lực, cách thức và xu hướng phát triển tiến lên của các sự vật hiện tượng trong thế giới. Đó là ba quy luật. Thứ nhất là quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập, còn gọi là quy luật mâu thuẫn. Nội dung quy luật là quy luật quan trọng nhất của phép biện chứng duy vật, là hạt nhân của phép biện chứng, bởi vì nó vạch ra nguồn gốc, động lực bên trong của sự vận động và phát triển. Khái quát nội dung quy luật. Mọi sự vật hiện tượng đều bao hàm mâu thuẫn bên trong. Mỗi sự vật hiện tượng đều là thống nhất của các mặt, các thuộc tính, các khuynh hướng, đối lập nhau. Chính sự đấu tranh của các mặt đối lập đó làm cho sự vật hiện tượng vận động, phát triển. Phân tích nội dung quy luật. Mâu thuẫn là hiện tượng khách quan và phổ biến. Mặt đối lập. Mặt đối lập là những mặt có khuynh hướng thay đổi, phát triển, chống đối nhau, trái ngược nhau trong một chỉnh thể, làm nên sự vật hiện tượng. Mỗi sự vật hiện tượng có thể có nhiều yếu tố, nhiều mặt cấu thành, nhưng có hai mặt đối lập cơ bản thống nhất với nhau, quyết định kết cấu tạo thành sự vật hiện tượng. Mâu thuẫn. Mâu thuẫn là khái niệm để chỉ sự liên hệ và tác động lẫn nhau của các mặt đối lập trong một sự vật hiện tượng nhất định. Mâu thuẫn là hiện tượng khách quan vì mâu thuẫn tồn tại trong bản thân sự vật hiện tượng. Mâu thuẫn tồn tại phổ biến trong tự nhiên, xã hội và tư duy. Mâu thuẫn trong tư duy là sự phản ánh mâu thuẫn của hiện thực khách quan. 2. Mâu thuẫn là một chỉnh thể, trong đó hai mặt đối lập vừa thống nhất vừa đấu tranh với nhau. Trong một mâu thuẫn, hai mặt đối lập vừa có quan hệ thống nhất với nhau, vừa đấu tranh lẫn nhau. Khái niệm thống nhất trong quy luật biểu hiện, các mặt đối lập liên hệ ràng buộc với nhau, quy định lẫn nhau và làm tiền đề tồn tại của nhau. Khái niệm thống nhất trong quy luật này còn được hiểu là sự đồng nhất, nghĩa là cũng thừa nhận trạng thái ổn định của mối liên hệ của các mặt đối lập, đồng thời cũng thừa nhận sự chuyển hóa lẫn nhau của các mặt đối lập. Khái niệm đấu tranh của các mặt đối lập có nghĩa là các mặt đối lập bài trừ lẫn nhau, phủ định lẫn nhau. Sự đấu tranh của các mặt đối lập là một quá trình phức tạp. Quá trình đó có thể chia ra nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn lại có những đặc điểm riêng của nó. Chúng ta có thể xem sơ đồ sau. Hệ thống sự vật hiện tượng mới. Chuyển hóa. Sự vật hiện tượng hệ thống cũ. Sự khác nhau căn bản, đối lập. Nó là khuynh hướng phát triển của sự vật hiện tượng hệ thống cũ. Phát triển lên hệ thống sự vật hiện tượng mới. Đây được coi là các giai đoạn phát triển. Sơ đồ quá trình phát triển của một mâu thuẫn. Về mối quan hệ giữa thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập, Lenin viết: sự thống nhất, phù hợp, đồng nhất, tác dụng ngang nhau của các mặt đối lập là có điều kiện tạm thời, thoáng qua, tương đối. Sự đấu tranh của các mặt đối lập bài trừ lẫn nhau là tuyệt đối, cũng như sự phát triển vận động là tuyệt đối. Lenin toàn tập, tập 29, nhà xuất bản Tiến độ Bộ, Moscow, 1981, trang 379 đến 380. Sự thống nhất của các mặt đối lập có tính tạm thời, có tính chất tạm thời, thoáng qua, tương đối, cũng như trạng thái đứng im của sự vật, bởi vì mọi sự vật hiện tượng cụ thể đều có quá trình phát sinh, phát triển
và tiêu vong, để nhường chỗ cho các sự vật hiện tượng khác cao hơn, hoàn thiện hơn, mới hơn về chất ra đời. Đấu tranh của các mặt đối lập là tuyệt đối, vì trong mọi sự vật hiện tượng đều có mâu thuẫn và mâu thuẫn quán xuyến từ đầu đến cuối quá trình phát triển của sự vật. Tính tuyệt đối của sự đấu tranh của các mặt đối lập nói lên sự vận động, sự biến đổi liên tục của sự vật hiện tượng. Đấu tranh của các mặt đối lập là điều kiện quan trọng nhất có tính quyết định đối với sự chuyển hóa của các mặt đối lập. Đấu tranh của các mặt đối lập là nguồn gốc, động lực bên trong của sự vật, của sự vận động và phát triển của sự vật hiện tượng. Thứ ba là chuyển hóa, sự chuyển hóa của các mặt đối lập. Sự chuyển hóa của các mặt đối lập là kết quả của quá trình đấu tranh của các mặt đối lập. Sự chuyển hóa của các mặt đối lập được thực hiện ở giai đoạn chín muồi của mâu thuẫn. Sự chuyển hóa diễn ra dưới nhiều hình thức và tùy thuộc vào những điều kiện cụ thể. Hai hình thức khái quát nhất của sự chuyển hóa đó chính là các mặt đối lập chuyển sang mặt đối lập của mình. Các mặt đối lập cũ bị xóa bỏ và hình thành các mặt đối lập mới trong sự vật mới. Thứ tư, phân loại mâu thuẫn. Thế giới phong phú, đa dạng và phức tạp, nhưng nhìn chung có bốn loại mâu thuẫn cơ bản: mâu thuẫn bên trong và mâu thuẫn bên ngoài. Mâu thuẫn bên trong là mâu thuẫn giữa các mặt, các yếu tố, các thuộc tính, các quá trình cấu thành nên sự vật hiện tượng. Mâu thuẫn này giữ vai trò quyết định sự vận động phát triển của sự vật hiện tượng. Mâu thuẫn bên ngoài là mâu thuẫn giữa các sự vật hiện tượng hoặc giữa các mặt, các yếu tố, các thuộc tính, các quá trình giữa sự vật hiện tượng với nhau. Mâu thuẫn này không giữ vai trò quyết định sự vận động phát triển của sự vật hiện tượng, nó chỉ có tác dụng ảnh hưởng khi liên hệ được với mâu thuẫn bên trong. Thứ hai là mâu thuẫn cơ bản và mâu thuẫn không cơ bản. Mâu thuẫn cơ bản là mâu thuẫn phát sinh, hình thành, tồn tại cùng sự phát sinh, hình thành, tồn tại của vật, hiện tượng và giữ vai trò quyết định sự vận động phát triển của sự vật hiện tượng. Mâu thuẫn không cơ bản là mâu thuẫn phát sinh, hình thành, tồn tại cùng sự phát sinh, hình thành, tồn tại của vật, hiện tượng và không giữ vai trò quyết định mà chỉ ảnh hưởng nhất định đến sự vận động phát triển của sự vật hiện tượng. Thứ ba, đấy là mâu thuẫn chủ yếu và mâu thuẫn không chủ yếu. Mâu thuẫn chủ yếu là mâu thuẫn nổi lên hàng đầu và giữ vai trò quyết định sự vận động phát triển của sự vật hiện tượng ở mỗi giai đoạn phát triển. Mâu thuẫn không chủ yếu là mâu thuẫn phát sinh và không giữ vai trò quyết định nhưng gây ảnh hưởng nhất định đến sự vận động phát triển của sự vật hiện tượng ở mỗi giai đoạn phát triển. Thứ tư là mâu thuẫn đối kháng và mâu thuẫn không đối kháng. Loại mâu thuẫn này chỉ có trong lĩnh vực đời sống xã hội. Mâu thuẫn đối kháng là mâu thuẫn giữa các giai cấp có lợi ích cơ bản đối lập nhau. Mâu thuẫn này chỉ được giải quyết thông qua cách mạng xã hội. Mâu thuẫn không đối kháng là mâu thuẫn giữa các giai tầng có lợi ích cơ bản không đối lập nhau. Mâu thuẫn này được giải quyết bằng phương pháp hòa bình thông qua giáo dục và đổi mới xã hội. Thứ hai, đó chính là ý nghĩa phương pháp luận. Quy luật mâu thuẫn đem lại phương pháp khoa học cho việc xem xét và giải quyết các vấn đề, phương pháp phân tích và giải quyết mâu thuẫn. Thứ hai, đó là phải thừa nhận tính khách quan của mâu thuẫn. Yêu cầu này đòi hỏi chúng ta muốn nắm được bản chất của sự vật hiện tượng, cần phải biết phân tích các mặt đối lập của mâu thuẫn. Phải biết phân tích cụ thể một mâu thuẫn cụ thể và phải có biện pháp cụ thể để giải quyết đối với từng loại mâu thuẫn. Phải nắm vững nguyên tắc giải quyết mâu thuẫn. Bất kỳ mâu thuẫn nào, bất kỳ giai đoạn nào của mâu thuẫn cũng được giải quyết bằng con đường đấu tranh giữa các mặt đối lập, chứ không phải bằng con đường điều hòa giữa chúng. B. Quy luật thứ hai, đấy là quy luật chuyển hóa từ những biến đổi về lượng dẫn tới những biến đổi về chất và ngược lại. Nội dung của quy luật: mỗi sự vật hiện tượng là sự thống nhất giữa hai mặt chất lượng, chất và số lượng, lượng. Từ những thay đổi dần dần về lượng sẽ dẫn đến thay đổi về chất và ngược lại là cách thức của sự vận động và phát triển. Khái niệm chất và lượng. Khái niệm chất là tính
quy định vốn có của các sự vật và hiện tượng là sự thống nhất hữu cơ của những thuộc tính, những yếu tố cấu thành sự vật nói lên sự vật đó là gì, phân biệt nó với các sự vật và hiện tượng khác. Phân biệt chất với tính cách và phạm trù triết học của chất hiểu theo khái niệm thường dùng hàng ngày hoặc với khái niệm chất liệu. Phân biệt chất với thuộc tính, mỗi chất gồm nhiều thuộc tính. Mỗi sự vật hiện tượng có thể có một hoặc nhiều chất tùy theo những mối quan hệ xác định. Chất tồn tại khách quan. Chất biểu hiện tình trạng tương đối ổn định của sự vật hiện tượng. Trong những trường hợp đặc biệt, chất là cái trừu tượng và dường như nằm ngoài sự vật hiện tượng. Khái niệm lượng. Lượng là tính quy định của sự vật hiện tượng về mặt quy mô, trình độ, tốc độ phát triển của nó, biểu thị bằng các con số, các thuộc tính, các yếu tố cấu thành của nó. Lượng không chỉ biểu hiện bằng các con số, các đại lượng, xác định cụ thể mà lượng còn được nhận thức bằng khả năng trừu tượng hóa. Lượng là nhân tố quy định bên trong, nhưng đồng thời cũng có những lượng chỉ nói lên nhân tố dường như bên ngoài sự vật. Lượng tồn tại khách quan, so với chất, lượng là cái thường xuyên biến đổi. Sự phân biệt giữa chất và lượng chỉ có ý nghĩa tương đối. Tính thống nhất và mối quan hệ phổ biến của lượng và chất. Khái niệm độ. Mỗi sự vật là một thể thống nhất của hai mặt chất và lượng. Hai mặt đó không tách rời nhau mà tác động lẫn nhau một cách biện chứng. Độ là một khái niệm nói lên mối quan hệ quy định lẫn nhau của chất và lượng. Nó là giới hạn mà trong đó sự vật hiện tượng vẫn còn là nó mà chưa biến thành cái khác. Trong giới hạn độ, lượng biến đổi chưa dẫn đến chuyển hóa về chất. Độ cũng biến đổi khi những điều kiện tồn tại của sự vật hiện tượng biến đổi. B. Những hình thức biến đổi từ lượng dẫn đến sự biến đổi về chất. Ranh giới của lượng do chất quy định, nhưng sự chuyển hóa thì bao giờ cũng bắt đầu từ sự thay đổi về lượng. Các hình thức cơ bản của sự chuyển hóa tăng lên hoặc giảm đi đơn thuần về mặt số lượng. Thứ hai đó là sự dung hợp của nhiều lực lượng thành một hợp lực về căn bản khác với tổng số những lực lượng cá biệt. Thứ ba đấy là thay đổi về kết cấu tổ chức quy mô của sự vật hiện tượng. Khi lượng thay đổi vượt quá giới hạn của độ thì dẫn đến thay đổi về chất. Sự thay đổi về chất được gọi là bước nhảy, có bốn loại bước nhảy cơ bản: bước nhảy toàn phần, bước nhảy cục bộ, bước nhảy dần dần, bước nhảy đột biến. Đó là bước ngoặt căn bản trong sự biến đổi dần dần về lượng. Giới hạn mà ở đó xảy ra bước nhảy được gọi là điểm nút. Sự chuyển hóa đòi hỏi phải có điều kiện. C. Ảnh hưởng của chất đối với sự biến đổi của lượng. Khi chất mới ra đời, nó tạo ra một lượng mới phù hợp, phù hợp với nó để có một sự thống nhất giữa chất và lượng. Sự quy định này được biểu hiện ở quy mô và nhịp điệu phát triển mới của lượng. Tóm lại, quy luật lượng chất chỉ ra cách thức biến đổi sự vật hiện tượng, đó là quá trình tác động lẫn nhau giữa hai mặt chất và lượng. Lượng biến đổi mâu thuẫn với chất cũ, chất mới ra đời với lượng mới. Lượng mới lại tiếp tục biến đổi đến giới hạn nào đó, lại phá vỡ chất đang kìm hãm nó, tạo nên chất mới với lượng mới. Như vậy, phát triển là quá trình vô hạn, vừa mang tính liên tục, biểu hiện ở sự biến đổi của lượng, vừa có tính gián đoạn, biểu hiện ở sự thay đổi về chất. Ý nghĩa phương pháp luận, sự vận động và phát triển là kết quả của quá trình tích lũy về lượng. Trong hoạt động thực tiễn, cần chống lại hai khuynh hướng. Thứ nhất, đấy là tư tưởng chủ quan duy ý chí, nôn nóng, chưa có sự tích lũy đầy đủ về lượng, đã muốn thực hiện bước nhảy về chất, hoặc chỉ nhấn mạnh đến bước nhảy, xem nhẹ tích lũy về lượng, dẫn đến các hành động phương lưu, mạo hiểm. Thứ hai, đấy là tư tưởng bảo thủ, trì trệ, ngại khó, không dám thực hiện bước nhảy về chất, hoặc chỉ nhấn mạnh đến sự biến đổi dần dần về lượng, từ đó rơi vào chủ nghĩa
chủ nghĩa cải lượng và tiến hóa luận. Ý nghĩa phương pháp luận thứ hai đó là cần phải có thái độ khách quan, khoa học và phải có quyết tâm thực hiện bước nhảy khi điều kiện thực hiện bước nhảy đã chín muồi. Cần phân biệt các bước nhảy trong tự nhiên và trong xã hội. Phải nhận thức đúng đắn các bước nhảy khác nhau về quy mô và nhịp độ. Thứ ba, đấy là chống chủ nghĩa giáo điều. Quy luật thứ ba, đấy là quy luật phủ định của phủ định. Quy luật phủ định của phủ định vạch rõ xu hướng đi lên của sự vật hiện tượng trong quá trình vận động phát triển. Phủ định biện chứng, phủ định là khái niệm nói lên quá trình vận động của sự vật hiện tượng. Trong đó, sự vật hiện tượng này thay thế cho sự vật hiện tượng khác. Phủ định biện chứng là phủ định mà trong đó cái mới ra đời thay thế cho cái cũ, cái mới làm tiền đề tạo điều kiện cho sự phát triển của sự vật hiện tượng. Phép biện chứng duy vật cho rằng sự diệt vong của cái cũ và sự ra đời của cái mới, sự thoái hóa và phát triển có liên hệ nội tại với nhau. Không có mặt này cũng không có mặt kia. Phủ định trong phép biện chứng không chỉ có ý nghĩa đơn giản là nói không hoặc giả là tuyên bố rằng một sự vật không tồn tại hay phá hủy sự vật ấy theo một cách nào đó. Cho nên phải thiết lập sự phủ định thứ nhất như thế nào cho sự phủ định lần thứ hai vẫn có khả năng thực hiện được hay trở thành có khả năng thực hiện được. Engel chống điên rinh, nhà xuất bản Sự thật Hà Nội, năm 1976, trang 230 đến 321. Đặc trưng của phủ định biện chứng thứ nhất đấy là tính khách quan, thứ hai là tính kế thừa. Phủ định biện chứng là kết quả của sự tự thân phát triển trên cơ sở những mâu thuẫn vốn có của sự vật và hiện tượng nên nó không thể là một sự phủ định tuyệt đối, một sự phủ định sạch trơn. Phép biện chứng duy vật coi sự kế thừa là nội dung cơ bản của phủ định biện chứng. Nội dung của quy luật: tất cả mọi sự vật hiện tượng đều luôn luôn vận động phát triển. Quá trình đó cũng là quá trình phủ định lẫn nhau của các mặt đối lập. Khuynh hướng tất yếu của sự vận động là cái mới thay thế cho cái cũ, cái mới làm tiền đề tạo điều kiện cho sự phát triển của sự vật hiện tượng. Nhưng sự phát triển có tính chu kỳ. Thứ nhất, đấy là tính chu kỳ của sự phát triển. Một điểm xuất phát A qua một số lần phủ định biện chứng B, N, sự vật dường như được lặp lại điểm xuất phát A phẩy, nhưng trên cơ sở cao hơn. Sự phủ định biện chứng lần thứ B là bước trung gian trong sự phát triển. Trình độ mới của A phải qua B mà được thực hiện, chứ không phải B là giai đoạn cao hơn A. Sự phủ định biện chứng lần thứ hai A phẩy là phủ định của phủ định. A phẩy là giai đoạn kết thúc của một chu kỳ phát triển, đồng thời lại là điểm xuất phát của một chu kỳ phát triển mới. Để hoàn thành một chu kỳ phát triển, sự vật hiện tượng phải trải qua ít nhất hai lần phủ định biện chứng. B. Hình thức và khuynh hướng của sự phát triển. Quy luật phủ định của phủ định khái quát tính tất yếu tiến lên của sự vận động phát triển, của sự vận động của sự vật hiện tượng. Sự phát triển đi lên đó không diễn ra theo con đường thẳng mà theo đường xoáy ốc. Lenin viết, một sự phát triển hình như diễn lại những giai đoạn đã qua, nhưng dưới một hình thức khác ở một trình độ cao hơn, phủ định của phủ định, một sự phát triển có thể nói là theo đường xoáy ốc chứ không theo con đường thẳng. Lenin toàn tập, tập 26, nhà xuất bản Tiến bộ, Moscow, năm 1981, trang 65. Đường xoáy ốc biểu hiện các mặt của quá trình phát triển biện chứng, tính kế thừa, tính lặp lại, tính tiến lên của sự vận động. Đường xoáy ốc thể hiện tính phức tạp trong quá trình biến đổi. Phủ định của sự vật, mỗi vòng mới của đường xoáy ốc thể hiện tính vô tận của sự phát triển từ thấp đến cao. Ý nghĩa phương pháp luận: quy luật phủ định của phủ định giúp ta hiểu rằng quá trình phát triển không diễn ra theo đường thẳng mà rất quanh co, phức tạp. Phải trải qua nhiều lần phủ định biện chứng, nhiều khâu trung gian. Ý nghĩa phương pháp luận thứ hai đó là cơ sở lý luận để hiểu về sự ra đời của cái mới.
Trong thực tiễn xã hội, các quá trình diễn ra phức tạp nhưng cái cũ nhất định sẽ mất đi, cái mới nhất định sẽ xuất hiện. Cái mới ra đời trên cơ sở kế thừa những yếu tố tích cực của cái cũ. Phải biết phát hiện cái mới, duy trì và phát triển cái mới. Ý nghĩa phương pháp luận thứ ba đó là phải có cách nhìn biện chứng khi phê phán cái cũ, kế thừa những yếu tố hợp lý của cái cũ. Tránh nhìn đơn giản trong việc nhận thức các sự vật hiện tượng, đặc biệt là các hiện tượng xã hội, cần chống lại khuynh hướng kế thừa không chọn lọc hoặc phủ định sạch trơn. Câu 2. Khái niệm, thực tiễn và lý luận. Những yêu cầu cơ bản về ý nghĩa phương pháp luận của nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn. Sự vận dụng nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong cách mạng ở Việt Nam. Khái niệm thực tiễn và lý luận. Thứ nhất, lý luận. Lý luận là một hệ thống các quan điểm phản ánh thực tiễn, được thể hiện dưới dạng hệ thống những tri thức đã được khái quát, tạo ra những quan niệm tương đối hoàn chỉnh về các mối liên hệ cơ bản và các quy luật của hiện thực khách quan. Hay nói cách khác, lý luận là hệ thống những tri thức được khái quát từ kinh nghiệm thực tiễn, có tác dụng chỉ đạo hoạt động thực tiễn. Lý luận đặc thù của một nhóm ngành như lý luận khoa học. Lý luận phân theo phạm vi phản ánh có vai trò phương pháp luận gồm có lý luận ngành, lý luận cơ bản. Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin, mọi lý luận chân chính đều bắt nguồn từ thực tiễn, phản ánh thực tiễn và phục vụ thực tiễn. Như vậy, lý luận đóng vai trò rất quan trọng trong tiến trình vận động, hình thành nên các sản phẩm của lý luận trên thực tiễn. Do đó, lý luận gồm những đặc trưng cơ bản sau. Thứ một là lý luận có tính hệ thống, tính khái quát cao, tính logic chặt chẽ. Thứ hai, cơ sở của lý luận là những tri thức kinh nghiệm thực tiễn. Không có tri thức kinh nghiệm thực tiễn thì không có cơ sở để khái quát thành lý luận. Thứ ba, lý luận xét về bản chất có thể phản ánh được bản chất hiện tượng. Thứ hai, thực tiễn. Theo triết học Mác Lênin, thực tiễn là toàn bộ hoạt động vật chất có mục đích mang tính lịch sử xã hội của con người, nhằm cải tạo tự nhiên xã hội và bản thân con người. Phạm trù thực tiễn là một trong những phạm trù nền tảng cơ bản, không chỉ của lý luận nhận thức Marxist mà còn của toàn bộ triết học Mác Lênin nói chung. Hoạt động thực tiễn là quá trình con người sử dụng công cụ phương tiện vật chất, sức mạnh vật chất, tác động vào tự nhiên, xã hội để cải tạo, làm biến đổi cho phù hợp với nhu cầu của mình. Hoạt động thực tiễn là hoạt động thực tiễn là quá trình tương tác giữa chủ thể và khách thể. Trong đó chủ thể hướng vào việc cải tạo khách thể, trên cơ sở đó nhận thức khách thể. Vì vậy, có thể thực tiễn bao gồm những đặc điểm cơ bản sau đây. Thứ nhất, thực tiễn là hoạt động có mục đích của con người. Thực tiễn hay chính là hoạt động bản chất của con người. Có con người mới có thực tiễn, bởi con người hoạt động có mục đích rõ ràng nhằm cải tạo thế giới để thỏa mãn nhu cầu của mình, thích nghi một cách chủ động với thế giới xung quanh. Đối với hoạt động thực tiễn, con người biết sản xuất lao động, tạo ra những vật phẩm vốn không có sẵn trong tự nhiên. Thứ hai, thực tiễn là hoạt động mang tính lịch sử xã hội. Thực tiễn tồn tại dưới dạng hoạt động cơ bản và phổ biến của xã hội loài người, mặc dù trình độ và các hình thức hoạt động thực tiễn có những thay đổi qua các giai đoạn lịch sử. Thứ hai, đó là mối quan hệ biện chứng giữa lý luận và thực tiễn. Giữa lý luận và thực tiễn có mối quan hệ trao đổi, tác động lẫn nhau để hình thành nên hoạt động sản xuất vật chất, phản ánh mặt tinh thần và thực tiễn xã hội. Có thể nhận thấy thực tiễn là cơ sở động lực của lý luận, hay nói cách khác, thực tiễn là cung cấp cho lý luận những mục tiêu, chuẩn hóa lý luận. Song thực tiễn cung cấp chất liệu để hoàn thành lý luận, thông qua thực tiễn, lý luận được hoàn thiện, sinh động hóa, hiện thực hóa hơn. Về vai trò của thực tiễn đối với lý luận, thứ nhất, thực tiễn là cơ sở của lý luận, thông qua hoạt động thực tiễn những thuộc tính, quan hệ, tính chất, cấu trúc của sự vật được phản ánh, hình thành tri thức kinh nghiệm. Từ tri thức kinh nghiệm tích lũy được con người hệ thống hóa. Từ tri thức kinh nghiệm tích lũy được con người hệ thống hóa, khái quát hóa, hình thành nên lý luận. Thứ hai, thực tiễn còn là mục đích của lý luận.
Lý luận không chỉ đáp ứng nhu cầu, nhận thức mà còn góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động thực tiễn của con người. Lý luận chỉ có ý nghĩa thực sự khi chúng được vận dụng vào thực tiễn và cải tạo thực tiễn. Vì vậy, thực tiễn là mục tiêu hướng tới của hoạt động lý luận. Thứ ba, thực tiễn còn là động lực chủ yếu và trực tiếp của lý luận. Nhu cầu thực tiễn thúc đẩy sự ra đời và phát triển của lý luận. Thông qua thực tiễn, những bế tắc của lý luận sẽ phát triển. Thực tiễn làm cho xã hội ngày càng phát triển, năng lực trí tuệ ngày càng cao hơn, khả năng nhận thức và khái quát lý luận ngày càng tốt hơn. Qua đó, mối hệ thống lý luận ngày càng hoàn thiện và phát triển. Thứ tư, thực tiễn là tiêu chuẩn để kiểm tra sự phù hợp hay không phù hợp của lý luận. Thông qua thực tiễn để đánh giá tính mục đích và tính hiệu quả của lý luận có thực hiện được hay không. Vì vậy, thực tiễn là tiêu chuẩn để kiểm tra tính đúng đắn của lý luận. Ba, sự vận dụng nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong cách mạng ở Việt Nam. Lý luận là kim chỉ nam soi đường dẫn dắt chỉ đạo hoạt động thực tiễn, bởi vì lý luận nắm bắt được quy luật vận động và phát triển của hiện thực. Do đó, lý luận giúp cho việc xác định được mục tiêu, phương hướng, làm cho hoạt động trở nên chủ động, tự giác, hạn chế tình trạng mò mẫm, tự phát và điều chỉnh hoạt động theo đúng mục tiêu đã xác định và vạch ra phương hướng mới cho sự phát triển của thực tiễn. Lý luận được hình thành và phát triển trên nền tảng thực tiễn, nhưng lý luận có tính độc lập tương đối so với thực tiễn. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói, lý luận là sự tổng kết những kinh nghiệm của loài người, là tổng hợp những tri thức về tự nhiên và xã hội tích trữ lại trong quá trình lịch sử. Lý luận hình thành là kết quả của quá trình nhận thức lâu dài và khó khăn của con người trên cơ sở hoạt động thực tiễn. Hoạt động thực tiễn tuy đa dạng nhưng không có tính quy luật. Thông qua kết quả hoạt động thực tiễn, kể cả thành công cũng như thất bại, con người phân tích cấu trúc, tính chất của và các mối quan hệ của các yếu tố, điều kiện trong các hình thức thực tiễn, từ đó tính quy luật của thực tiễn được khái quát dưới hình thức lý luận. Lý luận góp phần phát huy tối đa sức mạnh của cộng đồng trong hoạt động thực tiễn. Lý luận được vận dụng làm phương pháp cho hoạt động thực tiễn, mang lại lợi ích cho con người, càng kích thích con người tích cực bám sát thực tiễn để khái quát lý luận. Lý luận làm rõ vị trí vai trò lợi ích của chủ thể, quá trình đó diễn ra không ngừng trong sự tồn tại của con người, làm cho lý luận ngày càng đầy đủ và phong phú sâu sắc hơn. Từ đó, lý luận không chỉ là sự giải thích thế giới ngày một rõ hơn, mà còn giúp cho con người hiểu thêm về ý nghĩa của thế giới, đem lại mà không ngừng cải tạo thế giới. Lý luận không chỉ mở rộng khả năng nhìn thấy trước, dự báo tương lai, mà lý luận khoa học còn bao hàm cả ý nghĩa tự giác hình thành cái tương lai đó. Khi lý luận thâm nhập vào quần chúng, thông qua phong trào của quần chúng, trở thành sức mạnh vật chất, lý luận có vai trò giác ngộ mục tiêu, lý tưởng, xác định phương hướng, xác định phương pháp, biện pháp thực hiện, liên kết, tập hợp lực lượng, tạo thành sức mạnh to lớn cải tạo tự nhiên, xã hội, vì sự phát triển của các cá nhân và xã hội. Lý luận cách mạng có vai trò to lớn trong việc giáo dục, thuyết phục, động viên tổ chức, tập hợp quần chúng khi đã thâm nhập vào quần chúng, trở thành lực lượng vật chất to lớn cải tạo tự nhiên xã hội vì sự phát triển của con người và xã hội. Vai trò này của lý luận được thể hiện rõ nét ở nước ta, điển hình như những đòi hỏi của đất nước cần phải thay đổi định hướng kinh tế, định hướng phát triển kinh tế xã hội. Đảng và nhà nước ta đã tổng kết lại kinh nghiệm và tiếp tục nghiên cứu, đưa ra để thực hiện một số vấn đề có tính lý luận về nền kinh tế thị trường như sau. Phải tiếp tục thực hiện một cách nhất quán chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần, giữ vững và tăng cường vai trò quản lý của nhà nước và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, giải quyết các vấn đề xã hội, hướng vào phát triển và lành mạnh hóa xã hội, thực tiễn công bằng xã hội. Những lý luận này được xem như giải pháp để nền kinh tế thị trường nước ta được hoàn thiện hơn và cũng là những vấn đề đòi hỏi thực tiễn cần phải đặt ra và phải được thực hiện. Lý luận chỉ ra phương pháp tiến hành hoạt động thực tiễn. Bởi vì lý luận được tóm tắt trong phương pháp, từ một hệ thống lý luận rút ra các nguyên tắc chỉ đạo và điều chỉnh hoạt động thực tiễn. Lý luận khoa học sẽ cho phương pháp khoa học có hiệu quả.
xuất phát từ khả năng tư duy ưu việt của con người và bản chất tính quy luật trong sự vận động phát triển của thực tiễn được con người nắm bắt. Nắm quy luật thực chất là nắm các mối quan hệ bản chất tất yếu quyết định chiều hướng vận động phát triển của thực tiễn. Khi thực tiễn đang vận động, đang phát triển đến một giai đoạn nhất định bằng việc sử dụng lý luận mà con người có khả năng dự báo trước được sự vận động phát triển của thực tiễn trong tương lai. Lý luận khoa học dự kiến sự vận động và phát triển của sự vật hiện tượng trong tương lai, từ đó chỉ ra phương hướng mới cho sự phát triển. Những sai lầm khi không nhận thức đúng vai trò của lý luận. Một là đánh giá thấp vai trò của lý luận dẫn đến bệnh kinh nghiệm. Bệnh kinh nghiệm là khuynh hướng tư tưởng tuyệt đối hóa kinh nghiệm, coi thường lý luận khoa học, biểu hiện là thỏa mãn với vốn kinh nghiệm của bản thân, ngại học lý luận, không chịu khó nâng cao trình độ lý luận, tiếp xúc với lý luận ở trình độ tư duy kinh nghiệm, từ đó đơn giản hóa, thông tục hóa, kinh nghiệm hóa lý luận, cố gắng đẽo gọt lý luận cho vừa với khuôn khổ kích thước kinh nghiệm của mình, coi thường lý luận, không tin vào lý luận và cũng không chịu khó vận dụng lý luận vào thực tiễn. Hai là cường điệu hóa lý luận dẫn đến bệnh giáo điều. Bệnh giáo điều là khuynh hướng tư tưởng cường điệu hóa vai trò của lý luận, coi nhẹ thực tiễn, tách rời lý luận khỏi thực tiễn. Thiếu quan điểm lịch sử cụ thể, biểu hiện là nắm bắt lý luận chỉ dùng ở câu chữ theo kiểu tầm trương trích cú, không nắm được thực chất khoa học của lý luận, không tiêu hóa được kiến thức sách vở, coi những nguyên lý lý luận như những tín điều, không thấy được sức sống của lý luận là chỗ phải luôn sửa đổi bổ sung phát triển trên cơ sở thực tiễn mới, vận dụng lý luận những kinh nghiệm đã có một cách dập khuôn máy móc, không tính đến điều kiện lịch sử cụ thể, đến trình độ của thực tiễn. Ba là sai lệch trong nhận thức về chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Chủ nghĩa Mác Lênin là học thuyết khoa học, là cơ sở cho nhận thức đấu tranh giải phóng dân tộc khỏi áp bức bóc lột bất công. Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin. Vào điều kiện thực tế của nước ta, Đảng đã vận dụng lý luận chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đưa đất nước phát triển và đạt được những thành tựu to lớn. Bốn là sai lệch trong nhận thức về chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước. Chủ trương đường lối của Đảng là hình thức lãnh đạo cao nhất, tập trung nhất của Đảng đối với nhà nước và xã hội. Năm là nghiên cứu học tập lý luận không gắn với thực tiễn. Việc thống nhất giữa lý luận với thực tiễn là một nguyên tắc căn bản của chủ nghĩa Mác Lênin. Trong nghiên cứu học tập lý mà tách rời thực tiễn là một sai lệch lớn, làm giảm ý nghĩa và tầm quan trọng của lý luận. Lý luận khoa học phải được hình thành trên cơ sở thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn bằng con đường tổng kết thực tiễn. Sáu là không nhận thức được trách nhiệm hoạt động lý luận trong đấu tranh tư tưởng. Đấu tranh tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng của hoạt động lý luận hiện nay. Trong quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước, đạt được thành tựu to lớn thì việc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, chống diễn biến hòa bình và những thoái hóa biến chất trong nội bộ có vai trò rất quan trọng.